Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một sản phẩm của Toto, đó là bồn cầu hai cầu Toto CS818DD8. Bàn cầu Toto CS818DD8 là dòng sản phẩm có thiết kế hai khối, kết hợp nhiều chức năng hiện đại, đem lại cảm giác hài lòng, dễ chịu và thoải mái cho người sử dụng. Trước mặt các bạn đó chính là sản phẩm bồn cầu hai khối CS818DD8. Với một số thông tin cơ bản như sau: mã sản phẩm là CS818DD8, thân cầu là C818, mã két nước là F818D, mã nắp bồn cầu là TC600VS. Ngoài ra các bạn có thể thay thế nắp bồn cầu bằng các loại nắp thường thường hoặc nắp sửa điện tử. Bồn cầu có hệ thống xả là xi phông với hai chế độ xả là 4,8 lít và 3 lít, với tâm xả là 305 mm, áp lực nước là 0,05 mA cho đến 0,75 mA. Sản phẩm có kích thước chiều dài là 905 mm, chiều rộng là 377 mm và chiều cao là 800 mm, với màu sắc là màu trắng. Bồn cầu Toto hai khối CS818DD8 có những đặc điểm nổi trội như sau. Thứ nhất, đây là dòng sản phẩm của thương hiệu Toto đến từ Nhật Bản, nổi tiếng là thương hiệu có sản phẩm chất lượng cực kỳ tốt. Thứ hai, đây là dòng sản phẩm có thiết kế hai khối với mẫu mã đẹp hiện đại, đem đến vẻ đẹp thẩm mỹ cho phòng tắm của bạn. Thứ ba, dòng sản phẩm này có men nano, có men siêu cao cấp giúp chống bám bẩn, chống nấm mốc và ngăn ngừa vi khuẩn khi sử dụng đối với các thành viên trong gia đình của bạn. Thứ tư là dòng sản phẩm này sử dụng công nghệ xả rửa mắt hiện đại giúp cuốn trôi nhanh chóng các tạp vật với hai chế độ xả tiết kiệm nước. Và cuối cùng là dòng sản phẩm có chất lượng và độ bền cực kỳ tốt, với linh kiện được bảo hành trong vòng 1 năm và với phần sứ được bảo hành trong 10 năm. Để mua được sản phẩm bồn cầu CS818DD8 chính hãng, các bạn cần chú ý những điểm như sau. Thứ nhất, đó là bao bì của sản phẩm trước khi mở phải nguyên đai nguyên kiện, không có dấu bong chóc. Thứ hai là sau khi mở bao bì thì sản phẩm bên trong phải cùng chủng loại và các linh kiện phải đồng nhất. Thứ ba là sau khi mở sản phẩm thì kiểm tra trên bề mặt sản phẩm không có các vết nứt, vỡ, hỏng, bong chóc hoặc tì vết. Và thứ tư là sản phẩm phải có dấu xuất xưởng, phải có dấu xuất xưởng của sản phẩm trong sản phẩm chính hãng. Đây là dấu xuất xưởng của sản phẩm. Đây là nắp, phần thân, đây cũng là dấu xuất xưởng của sản phẩm. Có tem chính hãng của nhà sản xuất. Và sản phẩm phải có phiếu bảo hành chính hãng của nhà sản xuất Toto. Sau khi mua sản phẩm, khi vận chuyển về nhà, bạn cần chú ý những điểm như sau. Thứ nhất, đó là vận chuyển sản phẩm nhẹ nhàng về phần kho lưu trữ. Thứ hai, đó là lắp đặt sản phẩm một cách đúng kỹ thuật. Thứ ba, đó là bạn kiểm tra các chức năng của sản phẩm, bao gồm xả nước, bao gồm là đóng nắp bồn cầu, vân vân. Và thứ tư, đó là sử dụng sản phẩm một cách cẩn thận, tránh va đập vỡ hỏng và
thường xuyên lau chùi vệ sinh sản phẩm. Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn những thông tin cơ bản nhất về sản phẩm bồn cầu hai khối Toto CS818BT. Mời các bạn xem thông tin sản phẩm chi tiết ở ngay dưới phần mô tả để có thể tham khảo hoặc mua ngay sản phẩm này. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội, luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.